là địa phương duy nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19. Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đang ngày đêm tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát, chốt chặn theo quy định để bảo vệ vùng xanh quý giá này. Hai chốt kiểm soát ở trên các tuyến DT601 và ADB5 cùng dây dăng, rào chắn tại các tuyến nhánh. Vùng xanh Hòa Bắc được khép kín với các lực lượng nòng cốt là công an, quân đội thường xuyên kiểm tra, bắt buộc khai báo y tế 24/24 đối với bất cứ ai đi vào khu vực này. Đồng thời, phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến để phát hiện và xử lý kịp thời đối với những ai vi phạm quy định giãn cách, ai ở đâu thì ở đó. Ở đây thì chủ yếu là mình chia làm hai tổ chốt chặn, nằm trên hai tuyến đường là DT601 và thêm tuyến đường ADB5. Sắp đến, bà con tại xã Hòa Bắc sắp bước vào thu hoạch vụ đông xuân. Chính vì vậy, Ủy ban dân xã Hòa Bắc đã chủ động xây dựng phương án để vừa đảm bảo phòng chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, vừa tạo điều kiện để bà con thu hoạch vụ lúa kịp thời. Những cái máy gạt, chúng tôi đã hợp đồng với tất cả các cái máy gạt và những cái chủ xe mà được ra đường để chở lúa cho bà con thì phải có cái đăng ký danh sách và chúng tôi hạn chế cái số lượng. Cái thứ hai nữa, đối với những cái hộ nào mà đăng ký gạt thì chúng tôi phải có cái lịch và yêu cầu người ta gạt là chỉ ra đường với mục đích là vận chuyển lúa và có cái phơi lúa thôi và đăng ký cái ngày giờ cụ thể để mà hạn chế cái số lượng người dân mà tập trung cái vụ mùa sắp tới. Bên cạnh việc thiết lập các chốt, Ủy ban dân xã Hòa Bắc đã tăng cường cán bộ về các thôn để cùng tham gia phòng chống dịch với tổ công tác tại đây, quyết tâm giữ vững vùng xanh cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.